Xin chào các bạn, giờ mình đang đứng ở chỗ ủy ban thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho bà con ở thị trấn Bình Đại mình biết là ở chỗ ủy ban thị trấn Bình Đại có cấp nước ngọt cho bà con xài, với một điểm là bên công an thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Đây là chỗ lấy nước rồi nha bà con. Đây là ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu. Còn mé trong này là đường Nguyễn Thị Định. Đây chỗ bà con đang lấy nước nè. Đây là đường lên chùa Long Hải nha bà con. Đây là một điểm nữa chỗ công an thị trấn. Gì lấy ngày mấy lần gì? Hai lần hả? Lấy ngày xe về nè, đủ xài rồi. Dạ. Đủ nấu uống với lại giặt giũ. Dạ. Dạ, tại đây có nước ngọt rồi mình lấy về. Dạ. Này là nước mưa các bạn. Ở trong ủy ban tử giờ xả ra cho bà con xài. Dài ha. Dạ. Mặn quá bạn. Dạ. Đây là điểm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân nha các bạn. Đây là ở ủy ban thị trấn. Nhà anh thiếu nước lâu chưa? Lâu rồi anh. Dạ, thì hôm nay lên này lấy không hả? Mới lên bữa nay hả? Dạ. Hôm nay bữa nay lấy tại dạ. Mới lấy á. Dạ. Mới chỉ lấy bữa nay à. Dạ dạ. Hôm nay mà tắm ba nước nặng không chịu nổi. Dạ. Rồi. Quá trời nước thì mà kỳ này mặn hết nặng luôn. Dạ. Gì hết nước lâu chưa? Phải hết nước lâu rồi trời anh ơi. Dạ. Có rồi, họ lại tắm suối ăn bữa chạy thấy cái chị kia là chỉ đổ. Cái họ có cơ mà chị xin chạy thấy có. Dạ. Ở đây đằng kia còn một cái giếng nữa. Dạ. Đường làm máy bơm đặng bơm lên. Quá trời. Nước này nước mưa mà. Nó con nó nói vậy.
cho ở đây cho hổm rày lâu rồi. Dạ. Dạ. Cái nước về xài ha. Nước mạnh ha, chảy quá mạnh luôn. Rồi. Chúng giới thiệu cho bà con biết để đến đây lấy nước ngọt về xài. Nhà anh gần đây không? Dạ. Chị lấy nước hả chị? Dạ. Hôm đó còn 50 lý lít nữa mà chị. 30 hả? Dạ. Thôi kệ lận thùng rồi từ từ. Anh hết nước lâu chưa? Hết lâu. Dạ, rồi hôm nay lấy tên này hả? Mới lấy bữa nay được hai bữa. Dạ. Bữa đi làm về chảo thùng về có nấu ăn rồi. Dạ. Chở vài chuyến là đủ xài gì anh? Xài chuyến thôi. Xài chuyến vậy hả? Ừ. Còn nhiều để còn bà con khác người ta lấy nữa. Dạ.
đây đủ xài rồi. Dạ. Này là dùng thế à? Dùng thế chứ Linh không nổi à? Tại cái giò nước này nó mạnh. Để lên xe nó dẫn xuống, để cái bình lên xe mình khỏi rinh mà nó chảy lên nổi luôn. Nhà chị đâu, gần đây không? Dạ. Chị dùng thế truyền cái ống lên, dẫn lên cái bình luôn, khỏi rinh lên luôn nha các bạn. Ở Bình Thắng ở ấp mấy chị? Ấp 3 hả? Hồ nước mưa xả ra. Còn ở đằng chỗ công an cây nữa kìa. Dạ. Chỗ công an thị trấn cây nữa hả? Đây có thiếu rồi chạy lại đó lấy. Ở đằng ở chỗ công an thị trấn mấy anh đương bơm lên á, một hồi nữa dễ lắm. Ở đằng có cái bồn á, rồi thọc cái ống vô là dễ lắm. Quay giới thiệu cho bà con biết đến đây nhận nước ngọt về về xài. Đây nước ngọt miễn phí. Chỗ này là chỗ công an thị trấn. Xả ngang ra luôn rồi đúng rồi. Dưới giếng bơm lên cái bồn. Nay công an mới mua cái máy bơm mới luôn á. Để bơm nước ngọt lên cho bà con xài.
Nhà chị ở đâu gần đây không? Dạ ở dưới nhà ngay trường học. Đi xuống. Trường học cấp 3 hả? Dạ. Rồi rồi. Rồi mạnh dữ. Thùng 30 lít hai thùng luôn. Dạ. Sớm giờ anh dở được mấy chuyến rồi? Nước ngọt, nước trong veo à? Nước ngọt miễn phí nha bà con. Đây là chỗ công an thị trấn. Chẳng lượt 3 bình luôn chị. Đây là có máy bơm tự động. Hết nước là tự động bơm lên, bơm đầy là nó ngắt à.
Rồi, đây. Lấy bột mũ đậy lại cho nó đừng có bị hở cái nắp, nó không có chảy nước ra. Hiện nay thế giới có gần 115.000 người được hỗ trợ nhiều hơn nữa từ NATO và Liên minh châu Âu trong vấn đề người di cư và cuộc chiến tại Syria. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới về nhập khẩu vũ khí. Trong đó đã được nhập khẩu 16 ca. Ông Minh Chí Hà, thông tin. Thôi mình xin kết thúc cái video này. Mình cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã kiểm tra trung tâm